Chào mừng các bạn đến với cuộc hành trình rất là kỳ diệu của nhiếp ảnh cơ bản. Xin chào, mình là Hoàng. Mình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất về hình ảnh. Mình rất hạnh phúc được chia sẻ những cái kiến thức cơ bản của mình trong ngành nhiếp ảnh, có thể giúp được cho các bạn trong công việc sản xuất các nội dung cho các nền tảng mạng xã hội, cũng như là công việc truyền thông ở tại công ty, hoặc là một cái nền tảng kiến thức rất là cơ bản để mọi người có thể tìm hiểu và nghiên cứu thêm bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh. Những năm qua thì mình đã có rất là nhiều cơ hội để làm việc trực tiếp trong ngành nhiếp ảnh, tại vì studio của mình, Sương Media, là một đơn vị sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp. Bọn mình có rất là nhiều thể loại hình sản xuất media, bao gồm từ phóng sự cưới, kỷ yếu, phim highlight, phim quảng cáo cho doanh nghiệp, các nội dung định dạng media cho các kênh mạng xã hội. Và chúng mình đã trải qua được rất là nhiều cái dự án từ lớn cho đến nhỏ. Thì mình hy vọng là thông qua cái quá trình làm việc đấy, cộng thêm những kiến thức mà mình đã học được ở trường Multimedia, thì mình có thể hỗ trợ và giúp cho mọi người có một cái nền tảng vững vàng nhất để tiếp cận với lại nhiếp ảnh, cũng như là một cách thật là ngắn gọn và đơn giản để mọi người có thể ứng dụng. Không nhất thiết mọi người phải có những cái thiết bị mà pro như chúng mình, như những chiếc máy cơ nặng nề, mà chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng những chiếc điện thoại cá nhân của chúng ta cũng có thể sản xuất được media một cách chuyên nghiệp và bài bản, có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và yêu thương của mọi người. Mình hy vọng thông qua cuộc hành trình này không chỉ là cái việc truyền đạt lại một cái công việc, mà thông qua đó mọi người có thể tìm được một cái niềm vui qua cái việc hành trình trải nghiệm và khám phá bộ môn nhiếp ảnh trong cái cuộc sống bình thường của mình. Bất kỳ ai khi mới tiếp xúc với lại nhiếp ảnh thì đều có hàng ngàn những câu hỏi mà không biết là phải bắt đầu từ đâu. Mình hiểu vấn đề đấy của các bạn, và mình đã cô đọng lại cái kiến thức của mình thành hai định dạng. Đó là một cái file sheet. Từ đó mọi người có thể take note, ghi lại được một cái cơ bản và dễ dàng những kiến thức mà các bạn có thể học được. Và điều thứ hai đó chính là định dạng phiên bản video như các bạn đang xem ở đây. Thì thông qua video chúng ta có thể tương tác trao đổi với nhau, xem một cách trực quan hơn. Và các bạn hãy enjoy toàn bộ cái khóa học này, tại vì mình sẽ thiết kế nó thật là ngắn, thật là xúc tích. Và trong quá trình đấy thì mọi người cũng không cần phải ghi chép gì, mọi người cứ xem hết một lèo từ đầu đến cuối. Cái quy trình sẽ từ A đến Z, và đến phần cuối cùng mình sẽ luôn take note lại và ghi chú ở trên màn hình để cho mọi người có thể nhớ được nội dung ở trong từng cái video một. Hy vọng cái việc thiết kế khóa học này sẽ giúp các bạn có thể cô đọng lại được kiến thức, cũng như hệ thống được toàn bộ lại cái keyword để chúng ta có thể học về nhiếp ảnh, là cái bước nền tảng và dễ dàng nhất cho các bạn sắp xếp tất cả các hệ thống keyword để chúng ta tự học được nhiếp ảnh. Khóa học này được thiết kế đặc biệt để giúp cho các bạn có thể tiếp xúc được máy ảnh hay là nhiếp ảnh cơ bản một cách có hệ thống nhất và dễ dàng nhất, tối ưu nhất. Bằng cách học các kỹ thuật cơ bản sẽ giúp các bạn có thật nhiều cái sự sáng tạo và mở rộng cái lăng kính của bản thân của bạn, giúp các bạn thể hiện cái điều đó dễ nhất thông qua các video và các hình ảnh của các bạn sẽ lưu lại. Hãy bắt đầu thôi và trải nghiệm sự sáng tạo của các bạn sau khi thông qua những cái bước cơ bản mà mình sẽ hướng dẫn các mọi người. Hãy bắt đầu từng bước, và nhớ là ai cũng sẽ có những cái bước đầu tiên. Chúc các bạn có thật nhiều ảnh đẹp và video sau khi học hết khóa học này.